lại gặp anh lần nữa. Ủa sao lại gặp lần nữa? Để gặp hoài hả? Gặp ở đâu? Trời, trên TV ngày nào không gặp. Bật lên là gặp, bật lên là gặp. Cha dữ rồi nha. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Quang anh, hiện tại là em 27 tuổi. Bạn tên là Quang? Dạ. Rồi chờ chút xíu xem bạn nữ như thế nào. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn. Quá xinh luôn. À, bạn tên là gì? Dạ em xin chào các khán giả, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Chào em bà. Tên Mỹ Ngọc, năm nay em 28 tuổi. Ngọc 28 tuổi. Dạ. Ngọc đang làm gì? Dạ em kinh doanh tại nhà. Mà kinh doanh về vấn đề gì? Dạ em kinh doanh về mỹ phẩm á anh Quyền Linh. Bạn bên đây bạn làm nghề gì? Em là nhân viên giao nhận phát thư của DHL. Giao nhận phát thư? Dạ. Mỹ Quốc giao nhận mỹ phẩm được không? Được. Chị xin chia sẻ, chị quay lại cái vấn đề là chị với anh Quyền Linh lúc nãy là đang tranh cãi. Có nghĩa là tình yêu thì chúng ta có quan trọng cái chuyện quá khứ hay không? Dạ. Thì bạn có thể chia sẻ về trước giờ bạn có quen với bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi ạ. 2 mối tình. Dạ. Thì bạn nghĩ sao nếu như người bạn trai của bạn cũng có một cái quá khứ rất là dày? Thì bạn có cái quan điểm như thế nào về cái chuyện này? Em không có quan trọng quá khứ của bạn trai. Thí dụ thích thì kể thì em nghe. Rồi thôi rồi qua. Tại vì em chỉ quan trọng cái hiện tại thôi. Tương lai thì sao quá cũng không quan trọng. Chị cũng quan điểm như vậy mà anh Quyền Linh lại không chịu. Nhưng nếu như người ta kể rằng người ta trải qua mười mấy mối tình rồi, mỗi mối tình như vậy 5-3 năm, hoặc thậm chí có mối tình 2-3 ngày vậy, em nghe một cái tình trường quá dài và đặc như vậy em có sợ không? Dạ không, em thích. Trời ơi. Tại sao bạn lại thích? Mình nghe mình hiểu thêm chị, mình hiểu thêm về cái người mình đang yêu ngày xưa như thế nào thế nào. Rồi mình hiểu rồi mình sẽ rút kinh nghiệm ra. Bạn nữ nói như vậy thì bạn thấy sao? Dạ đúng, cũng đó là cái quan điểm của em. Là người phụ nữ bao giờ người ta cũng mưu cầu hạnh phúc rất là nhiều. Cho dù người cho dù họ làm nghề xã hội chăng nữa, bao giờ không vậy, sẽ có một cái thời điểm họ vẫn mong muốn là xã hội sẽ một có cái một cái điểm dừng và hạnh phúc của họ sẽ đến lúc đó. Ý em nói là Bình tĩnh. Sao ý sao? Ý sao nói lại đầu đuôi khúc giữa nó nghe chơi. Bây giờ em nói khúc cuối luôn đi. Ý là ý sao? Vậy em là bây giờ về riêng bản thân mẹ em cũng vậy à. À, thì bao giờ ai cũng có cái sự mưu cầu và hạnh phúc hết, nên nhớ về cái hiện tại và mong muốn cái tương lai nó tốt thì cái điều đó em nghĩ là tốt hơn à. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà nói là yêu mà đúng ra thì em 2 mối tình. Hai mối tình. Dạ. Hồi nãy tôi nghe bạn nói là giống như mẹ em vậy đó. Dạ. Ủa tại sao bạn nói nó giống như mẹ em? Ba mất từ lúc còn rất trẻ. Ba mất là bị bạo bệnh mất. Cái cuộc sống của hai mẹ con này nó cũng tương đối rất là khó khăn vào cái thời điểm đó. Và kêu mẹ đi bước nữa thì mẹ không đi. Mẹ muốn là giữ vững cái tình cảm đó mà để nuôi dưỡng cái tinh thần tâm hồn của em tới hiện giờ. À vậy. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ phỏng vấn mẹ bằng Quang. Đâu mẹ bằng Quang đâu ạ? Dạ cháu chào cô ạ. Dạ chào Quyền Linh. Hôm nay cô đến đây mong điều gì với con của mình? Coi như là mong với con tìm được một người với đối tượng đi đến với nhau. Từ hồi xưa giờ thì bạn Quang có dẫn bạn gái về nhà không? Có. Mấy lần rồi? Coi như là có một lần duy nhất là con nhỏ mà nó thương á. Nhỏ nào? Dạ thì nhỏ bạn nó thương á, thì có về nhà thương. À. Thì giờ tụi nó chia tay rồi cái là thôi luôn. Chia tay cô có buồn không? Thì con thì khi nó gọi lúc đó chia tay đâu dưới quê á à. Thì hai đứa nó về quê cưng, lần nó chia tay là mùng mấy Tết á, thì nó gọi điện lên nói mẹ ơi con với Linh chia tay rồi. Nhưng mình nghe cũng tội nghiệp, từ gì á cái bạn nhỏ mà nó thương á mình cũng thích. Một tràng pháo tay dành cho mẹ của Quang. Cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ mình lại quay về cái chuyện quá khứ một tí nữa. Đó thì nãy giờ bạn ngồi đây bạn cũng nghe mẹ của bạn trai bên kia nói. Khi mà nhắc đến cái người yêu cũ đó, chắc chắn là có cái gì đó sâu đậm lắm đây nè. Có đến gia đình cho nên là cô mới xúc động như vậy. Thì bạn nghe như vậy, nếu sau này bạn về, bạn làm người yêu của bạn bên kia, rồi bạn có cảm thấy lo ngại gì không? Không biết là mẹ của anh ta có đồng ý mình hay không? Có thương mình giống như thương cái cô Linh kia hay không? Nó có là áp lực cho bạn hay không? Áp lực thì em nghĩ chắc cũng phải có một ít đó chị. Đó. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức. Có nghĩa là quá khứ nó cũng làm ảnh hưởng đôi chút đến tương lai đó chứ. Nếu nó không là không đúng. Bây giờ đến với chương trình, bạn muốn tìm một người bạn trai của bạn là người như thế nào? Em muốn tìm một người đó giống như ngay từ đầu em có nói với chương trình là em á thì em không rành về những cái giấy tờ ngoài xã hội, giống như là chị đi chứng này nọ thì em không rành. Thì em muốn người chồng của em cũng am hiểu về cái đó một tí xíu. Rồi. Còn đảm việc nhà là đơn giản như là có thể thay bóng đèn rồi ống nước, rồi thỉnh thoảng thí dụ em vắng nhà thì vẫn có thể nấu cơm tự ăn, hay là sau này thí dụ có con vẫn có thể nấu cơm cho con mình ăn mà không phải chờ em về.
Bên đây nhắm được không? Còn về ngoại hình. Ngoại hình đó hả chị, thì chỉ cần cao em 1m67 trở lên là được rồi. Em thích những anh chàng hơi đô con xíu, tại vì những anh như vậy em cảm giác là giống như là được che chở á chị. Có đô con không vậy? Ngon ngon. Ngon không? Rồi. Bây giờ anh thấy là cũng tạm tạm ổn rồi đó. Hai bên rồi bây giờ cũng chia sẻ cái quá khứ với nhau ha. Vấn đề còn lại là bây giờ bạn thích người bạn của bạn là mẫu người như thế nào? Mẫu người em thích là giống như là hiền hậu, đảm đang. Cái ngoại hình sao? Tính chất cái công việc của em cũng em tiếp xúc rất là nhiều, quen này kia cũng nhiều. Thì bây giờ em có quan trọng, tại vì nào giờ em quen cao anh em cũng có. Người cao nhất mà em quen sau cái kiểu là tìm hiểu thôi. Cô ta cao 1m68. Còn bạn cao 1m nhiêu? 65. Bữa nay người ta cần cao 67 nè. Thôi hụt đô con nè. 65. Ủa chắc gặp chị nữa. Trời đất ơi, giờ không muốn hả? Dạ. Không muốn tôi xuống à? Dạ, gặp chị nữa nè. Gặp nào mà nữa? Gặp trên tivi phải không? Không có. Này gặp thiệt. Gặp bên chung cư chị Quang Vũ á, chị vô chị chụp hình hoài mà. Biết nhà luôn. Hay đi qua đây gặp ai bệnh? Gì vậy, điều tra lý lịch tôi chi vậy? Không có, em đâu có điều tra đâu. Em qua bệnh uống cà phê gặp chị hoài. Có không? Dạ. Rồi gồng tay lên tôi coi coi. Có đô không? Đô. Tôi kêu gồng tay tôi đâu kêu ửng ngực cho đâu trời. Không. Sở trường bạn là gì nói gì thường nghe luôn đi. Dạ. Múa lửa. Hả? Múa lửa? Múa thử coi. Dạ đây không có đậu cụ sao múa chị. Coi như anh Linh làm lửa đi. Không được đâu, đốt hết nguyên sân khấu này đó chị. Làm sao mấy cái chuyện riêng tư của người ta không được khai nơi công cộng nghe chưa? Nhiều chuyện. Thôi đàn ông nhiều chuyện quá tôi không thích đâu. Trời. Tôi thấy sao nói vậy đúng không? Rồi, em thấy chỉ ngoài em nói không chứ chỉ ngoài. Chị qua thăm bạn trai mà anh đó. À vậy hả? Ừ, ghê vậy. Trời ơi. Tôi nhìn kỹ bây giờ tôi kêu thông báo rồi nha. Nếu mà lùng bằng bạn được không? Không sao anh, có thể mang giày đụng có. Bây giờ bạn nghe bạn của bạn Quang nói, bạn có cảm nhận được điều gì không? Một con người sâu sắc. Sâu sắc, dạ. Đúng vậy. Cảm ơn bạn, như đủ rồi. Sâu sắc là đủ rồi. Bạn chỉ khen bằng sâu sắc. Dạ. Mà bạn có sâu sắc thiệt không? Có sâu hay sắc chưa biết. Về nhà ngồi xuống sống chung mới biết được sắc. Bây giờ nè, tôi nghe được rằng khi trong cái đơn tham gia chương trình đó, bạn nói là bạn hò rất là hay, đúng không? Bây giờ bạn hò thử coi. Hò gì vậy? Thì bây giờ đến với chương trình là bạn muốn hẹn hò thì cái vế sau là cái chữ hò đó. Dạ. Tao hò thử coi. Hò. Buồn thương chiếc áo phong sương, đò ai không bến. Hò. Đò ai không bến, dân dương câu hò. Rồi, bây giờ đến lúc chúng ta hãy cho đôi bạn trẻ gặp nhau để xem họ cảm nhận thế nào như thế nào ở cái nhìn đầu tiên. Bạn đi kéo lên. Hai, ba. 2 phút bắt đầu. Hò. Ủa nhìn sao mới tặng? Nhìn kỹ mới tặng. Cảm ơn anh. Nếu nhìn không nhìn được không tặng hả? Dạ không, tại vì nãy giờ quên đeo mắt kiếng. Chứ ra em bị cận. Dạ, thôi nhìn đi 2 phút. Dạ. Hiện tại giờ Mỹ Ngọc đang ở đâu à? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp. Nhà anh Quang ở đâu ạ? Hiện tại nhà ở quận 10. Cũng gần á anh. Gần hả? Gần. Gò Vấp ở đường nào? Dạ Phạm Ngũ Lão ạ. Không biết. Từ từ anh sẽ biết. Chắc chiều để qua đón chắc biết. Dạ. Nó nhìn đây thấy sao? Nói chung là đẻ từ trên xuống dưới thấy sao? Số 1 hả? Còn anh thấy em sao? Giống như bó bông mình tạo. Y chang bó bông luôn. Đỏ vậy hả anh? Đỏ vậy đó. Nó mặc màu tím hả? Ý người ta ví giống như cái bông vậy đó. Bông sao anh? Nói hẳn nó đi cho anh chị nghe kìa. Đẹp chiều nó héo. Không. Chị kỳ quá chị cho. Thì giống như bó bông thì giờ đẹp chiều nó héo. Nó tươi. 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 Tươi hôm nay thôi đó. Anh có muốn hả? Muốn gì? Tìm hiểu em không? Thì đến với chương trình này khi gặp mặt như vậy thì để sau tiếng bấm rồi có tìm hiểu không chứ. Ok anh. Vậy rồi hả? Rồi hết giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu để tay lên nút bấm.
suy nghĩ thật kỹ và nhấn nút. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút. Nếu chúng ta không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút. Và 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 Bình tĩnh. 3 Chúc mừng hai bạn, hy vọng rằng sau một quá khứ khá buồn, chúng ta sẽ có một cái niềm vui trước mắt. Và niềm vui đó sẽ kéo dài bất tận. Chúng ta hãy nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu tiên. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Em tên là Diễm. Diễm? Dạ. Diễm mà không có xưa ha. Năm nay Diễm bao nhiêu tuổi? Dạ, em 26 tuổi. 26, đang làm gì Diễm? Dạ, em đang làm trong ngành nhân sự. Xin mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn chơi và chào quý vị khán giả. Bạn nghe bạn kia giới thiệu chưa? Dạ em nghe cũng khá rõ. Bạn tên là bạn Diễm, nghe tiếng Linh tính và dễ thương. À, bạn tên gì? Dạ em tên là Nhật Hào. Nhật Hào. Dạ em hiện đang công tác tại một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi. 27, lớn hơn một tuổi đúng không? Dạ. Hiện nay nghề nghiệp rất là ổn định rồi, làm ngân hàng nữa, cũng khá điển trai thế này. Mình không tìm được một mối tình ở cơ quan à? Dạ, có lẽ là em hơi khó. Nhưng mà về mối tình thì em cũng trải qua nhiều mối tình rồi. Nhiều là bao nhiêu? Em trải qua tới 5 mối tình. Bắt đầu yêu từ năm mấy tuổi? Dạ, hồi em học cấp 3, năm lớp 10 thì phải. Học đại học thì 2 mối tình nữa. Sau khi đi làm có 2 mối tình nữa. Mối tình gần đây nhất của em là cách đây 1 năm. Bạn có biết tại sao là bạn chia tay với bạn nữ không? Dạ, tại vì hai người tính tình không hợp nhau. Không biết là ai cũng nói không hợp á, nhưng cụ thể hơn. Dạ, cụ thể hơn thì sở thích khác nhau. Ví dụ như em thì thích xem bóng đá, bạn ấy thích xem phim, em không thích xem phim. Mà đặc biệt bạn ấy thích xem phim Hàn Quốc nữa. Em thì rất là không thích mấy cái phim mà sướt mướt cho lắm. Em thích xem cái gì bạo lực một xíu. Bạn không chiều bạn gái được à? Cũng có chiều, nhưng mà dường như lúc nào cũng bắt em chiều, em chịu không được. Thế là chia tay. Và những sở thích khác nên ví dụ như ăn uống và vui chơi. Cô ta thì thích đi uống cà phê hơn, em thích đi nhậu. À, thôi để mình hỏi bạn Diễm nè, Diễm ơi, chị không tin một người duyên dáng như thế này mà đi làm trong công việc hay trong cơ quan rất là nhiều đồng nghiệp đối tác, tại sao lại không có bạn trai hả? Do là trong cơ quan của em thì hầu hết là nữ là nhiều chị, còn nam thì là người nước ngoài thôi, không có người Việt người nam. Dạ. À, mình không thích người nước ngoài. Dạ, người nước ngoài thì cũng có người này người kia nên họ cũng không có phù hợp với mình lắm. Đó giờ bạn có mấy mối tình rồi? Dạ cũng có nhưng mà cũng chưa có thấy hợp chị nên mới đăng ký tham gia. Sở thích của bạn là gì? Những lúc ngoài công việc ra thì bạn có thích làm gì? Dạ, những lúc ngoài công việc thì em thường ở nhà em online rồi lướt web, đọc sách báo. Có hai vấn đề tôi cần hỏi bạn gái bên kia là bạn có thích bạn có hay uống cà phê không? Dạ, em uống sữa tốt không ạ? Rồi, bạn có thích nhậu không? Dạ, em không biết nhậu. Không biết nhậu mà thích bạn trai của mình nhậu không? Con trai nhậu thì cũng được anh, nhưng mà đừng có nhậu nhiều quá. Bạn có thích xem kinh dị không? Dạ không. Bạo lực? Dạ không. Thích xem phim Hàn Quốc không? Dạ không luôn. Thì chứ bạn thích xem cái gì? Em ít coi phim lắm chị. Bây giờ là tôi hỏi bạn trai đây nè. Hồi nãy tôi hỏi tại sao cô gái bên kia không thích xem phim bạo lực, không thích xem phim kinh dị, tức là không thích những cái gì mà bạn thích. Vậy thì lỡ yêu nhau thì bạn có chiều bạn kia không? Dạ chắc là sẽ chiều thôi, nhưng mà suy nghĩ lại. Tại sao bạn trước không chiều mà bạn này chiều? Tại vì mình là nam nhi thì mình phải chiều chuộng bạn. Tại gái. Sao bạn trước bạn không chiều mà giờ bạn hứa bạn chiều? Có nghĩa là mình sang thì cái mức độ chịu đựng mình tới đâu rồi. À, tức là chưa biết thử mức độ chịu đựng. Dạ, chứ đúng rồi. Chiều lâu quá thì mà ai mà mình chịu đựng được thì mình sẽ tiến tới luôn. À, cái này căng à, cái điểm này là phải xem cho nó kỹ này nha. Nghĩ bạn có khuyết điểm gì không? Bản thân của mình. Dạ có chị, em hậu đậu lắm. Hậu đậu là sao bạn? Hay quên trước quên sau, rồi đồ đạc thì cũng hay dễ quên tầm lắm hết. Thường ai sẽ là cái người nhắc nhở bạn những chuyện như vậy? Em của em. Dạ. Dạ, em có nghĩa là nó đàng hoàng, cẩn thận hơn bạn. cũng không có hẳn vậy, nhưng mà nó để ý hơn em. Vậy nhưng dạ. Mà cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Người chín chắn, không có quá trẻ con, nói chung là chững chạc. Chững chạc. À, bạn thấy mình chững chạc chưa? Dạ, em nghĩ là mình rất là chững chạc. Chững chạc. Nghe nói bạn là rất thích uống rượu bia đúng không? Dạ, do tính chất công việc thôi, nhưng mà em cũng hơi lạm dụng. Dạ. Lạm dụng cái gì có nguy hiểm không? Dạ cũng có, nó làm cho mình rất là mệt mỏi khi ngày hôm sau làm việc. Nếu như quen nhau bạn thì hay lạm dụng bia rượu là hơi mệt mỏi, bạn kia thì hơi hậu đậu. Như vậy thì kết quả như thế nào bạn hiểu rồi chứ? Dạ em cũng đoán được. Mỗi người lý tưởng của bạn như thế nào? À dạ, mỗi người bạn gái của em thì thứ nhất là tính tình phải vui vẻ, hòa đồng.
Còn ngoại hình thì cao ráo, nói chung là trắng trắng tròn tròn. Những bạn nào nói chung là dạ, thân hình đầy đặn. Những người ốm thì em không có cảm giác. Cảm giác gì? Có nghĩa là có cảm xúc quá chị ạ. À, nó có cảm xúc. Tại sao ốm không thích? Ốm nhìn nó không có khỏe khoắn và hấp dẫn. Đầy giống như chị vậy được không? Dạ, quá được. Quá được luôn. Dạ, em cũng là fan của chị. À, vậy hả? Dạ, cảm ơn em. Chị ở đây xinh hơn trên truyền hình. Vậy là do em quay phim không quay sao á. Em có cận thị không? Dạ, cũng có mà nhẹ thôi à. Nhưng mà em nhìn chị rất là rõ. À, sợ bạn nhìn đã xong hồi bạn phải nói bạn để nãy nhìn không có thấy vợ để mất kiến không có thấy là chết luôn. Có nghĩa là fan hâm mộ phải không? Được rồi, dạ. Chị sẽ nói thêm cho em vài câu. Dạ, giúp cho bạn. À, chị thấy bên đây được lắm á. Cao ráo, xinh đẹp, trắng trẻo, nõn nà, đầy đặn, y như chị luôn. Dạ. Có nhiều cái là hơn chị, là trẻ hơn chị nữa. Dạ. Hợp lý ha, có yêu cầu gì nữa không? Dạ không ạ, em muốn gặp mặt trực tiếp rồi xong rồi trao đổi luôn. À, vậy đi ha. Dạ. Ngồi là kéo màn lên là mình tiến tới liền nha. Rồi bé là cực kỳ dễ thương luôn, em tròn dễ thương lắm, da trắng. Ôi, da trắng mà dễ thương gì đâu luôn. Để anh coi thử bên kia coi sao nha. À, xin chào bạn, rất là dễ thương, đúng như chị có từng nói. Nhưng mà ở đây anh thấy vẫn có một cái mâu thuẫn mà anh vẫn băn khoăn. Nếu như hai bạn đến với nhau thì hình như là nó chưa hợp nhau lắm. Sao không hợp? Cái chỗ là bạn bên đây á, chiều là tới mức nào đó thôi, không có chiều được nữa. Giống như là mối tình trước. Thì thứ hai là bạn này hơi lạm dụng bia rượu. Còn bạn thì hơi hậu đậu. Thì đến với nhau như thế nào đó, bạn thấy vấn đề đó sao? Còn tùy chị anh. Nếu mà người có thể khắc phục được thì sẽ cố gắng. Còn nếu mà người mà khó khắc phục quá thì phải tìm cách khác. Cách khác là cách nào? Chắc phải dùng bạo lực quá. Hả? Cách gì mà ta bạo lực chứ sao? Bây giờ tôi hỏi đi, hai bạn hiểu nhau hơn rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ gặp mặt nhau luôn, trực tiếp cho nó dễ ha. Màn kéo lên. Vẫn như thường lệ các bạn có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Chào bạn, bạn xinh quá. Cảm ơn. Chị không có nói sao đúng không? À, bạn cho mình hỏi trước nha. Thứ nhất là quan điểm về tình yêu của bạn là như thế nào? Chung thủy, không có quá lăng nhăng. Còn gì nữa? Hết rồi. Không có quá lăng nhăng tức là cũng có lăng nhăng. Lăng nhăng chút đỉnh thì lăng nhăng xíu thì được đúng không? Cũng có người lăng nhăng á anh, nhưng mà họ không nói thôi. Nhưng mà lăng nhăng thì em nghĩ là có, ai cũng có. Em cũng có. Dạ. Nằm trong bí mật thôi. Có nghĩa là lăng nhăng nhưng trong giới hạn cho phép được hả? Không phải, ý là cái việc lăng nhăng là mình không có cấm tuyệt đối được. Mình không có cầu toàn cái việc lăng nhăng được. Nhưng mà lăng nhăng đừng có để cho người kia biết là được. Trời đất ơi, biết là bể hết. Sao cái này khó quá, mình cứ khó quá. Ở đây cũng hơi khó. Thấy khó thiệt à. Bạn có thấy mình đẹp trai không? Trời. Cũng rất tự tin. Tự tin thì mình có thừa. À, bạn cho mình hỏi là quan điểm về cái chuẩn về con rể của gia đình bạn là như thế nào? Gia đình mình thì hơi phong kiến, thì bạn có thể đoán được một gia đình hơi phong kiến thì cái tiêu chuẩn vừa có là gì không? Không, mình nghĩ chắc không thành vấn đề gì đâu. Tại vì khi thương nhau thì mình lấy con gái người ta, chứ đâu mình sống với người ta đâu. Nên chắc không thành vấn đề gì. Vậy thì mình bất chấp bà mẹ luôn. Dạ, chắc bất chấp tất cả luôn. Trời ơi, dữ luôn. Bạn có định hướng gì cho tương lai của mình không? Mình đi làm được 4 năm rồi. Và thời gian tới thì chắc là mình sẽ thăng tiến trong công việc. Mục tiêu là thăng tiến. Và tiếp theo là tất nhiên là lấy vợ. Và xây dựng một tổ ấm riêng cho mình. Đó là tương lai gần. Ở Sài Gòn hả? Mình quê ở Đồng Nai. Chúng ta quyết định. Mà hai bạn để tay vào nút bấm. 1 2. Chúc mừng hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Lý do tại sao? Đưa tay liền luôn hả? Đưa tay liền vậy ông? Không, đàn ông là phải ra lăng trước chứ. À, ra lăng là vậy đó. Chứ em không muốn để anh nhắc. Thôi nắm tay đi, mình có thể nắm tay. Mình cho phép mình nhé. Ủa sao mà bạn nói bạn trai này chỉ đạt có 50% mà bạn vẫn dạ, chọn? Để tìm hiểu thêm cái 50 còn lại chị. À, vậy còn em nhìn là chịu liền hả? Dạ em nhìn làm thích liền. À, nhìn...